Gửi email đến khách hàng là một hoạt động rất là thường xuyên của các môi giới bất động sản nhằm gửi các thông tin của dự án mới hoặc là thông báo tiến độ dự án, các cập nhật của các dự án bất động sản mà môi giới đang bán, cũng như là cập nhật các tình hình thị trường, các chính sách của ngân hàng hoặc là các thay đổi mới của nhà nước, cũng như là các sự cập nhật về thay đổi hạ tầng, đường xá, cầu đường. Khi mà mình gửi email cho khách hàng thì làm sao biết khách hàng đã mở email hay chưa? Thì có một cách rất là đơn giản, đó là sử dụng công cụ của HubSpot. Đây là một công cụ rất là đơn giản để sử dụng và khá là phổ biến. Sau đây Thành sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng nhé. Sau đây Thành sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt với trình duyệt Chrome dùng với Gmail. Thì mình sẽ vào bên đây, mình search HubSpot Chrome Extension. Nó sẽ ra cái kết quả HubSpot Sale ở đây. Ở đây thì Thành đã cài rồi cho nên là nó hiện nút Remove. Nhưng mà các bạn mới á, thì các bạn sẽ có nút cài đặt ở đây. Rồi mình sẽ vào cái Gmail của mình. Thì ở đây nó xuất hiện một cái nút của HubSpot. Thêm nữa là mình cần phải tạo tài khoản ở trong cái HubSpot.com. Mình sẽ chọn Starry. Mình sẽ chọn tạo tài khoản của HubSpot tại đây. Thì ở đây Thành đã tạo rồi cho nên các bạn sẽ tự tạo. Cái quá trình này thì cũng là rất là đơn giản. Mình sẽ dùng cùng cái Gmail mà mình đã đăng ký với HubSpot. Thì mình vào đây, nó sẽ có cái mục kết nối Update Permission. Nó sẽ hỏi mình một số thứ thì mình bấm đồng ý. HubSpot muốn truy cập vào tài khoản Google của bạn, cho phép. Rồi ở đây bây giờ mình sẽ bắt đầu gửi mail. Mình sẽ soạn thư, mình gửi đến trong đây là một cái email test. Thành đang gửi đến cái email trong Yahoo của Thành. Ở đây nó sẽ có cái nút chọn log với track, tức là theo dõi. Thực chất là HubSpot sẽ cài một cái đoạn code ẩn nằm trong cái email này để khi mà cái Minh nhận họ mở email thì cái code đó nó sẽ nhận ra và nó sẽ báo về HubSpot. Rồi mình bấm gửi đây. Rồi bây giờ Thành sẽ qua cái hộp thư Yahoo để mở cái email mới nhận. Giờ mình sẽ mở email. Email này mình gửi từ bên Gmail. Thì bên đây mình quay lại Gmail. Khi mà mình cài HubSpot thì nó cũng sẽ xuất hiện một cái icon nằm trên trình duyệt ở đây. Khi mà cái người nhận họ mở email á, thì bên đây nó sẽ nhận thông báo. Khi mà mình mở ra thì mình sẽ thấy cái thông báo là bên Yahoo vừa mới mở email và lúc 11:19. Nó có cái lịch sử gửi mail nữa. Và nếu mà trong email của mình có cài những cái đường link để dẫn đến website thì nó cũng có thể tracking được cái hành động của người nhận ở bên người nhận. Nếu mà sau 1-2 ngày, sau 7-8 ngày gì đó, cái người bên người nhận họ lại mở email nữa, mở email lần 2, họ xem lại. Trong trường hợp mình mở email quá dài, họ mở lên xem lại. Thì bây giờ mình update nó sẽ thấy là đã mở lên 2 lần và lúc 11:24. Có những email đó các bạn, khách hàng là sau 1 tháng luôn hoặc sau 3 tháng họ lại mở lên xem lại. Tại vì trong email của mình chứa khá là nhiều thông tin cho nên là một lần đọc là họ chưa có ghi nhớ hết mà họ lại mở lên xem lại nữa. Và khi mà mình biết là họ mới quan tâm thì sau khoảng 30 phút thì Thành sẽ liên lạc họ hoặc là nhắn tin qua Zalo hoặc là phone họ để hỏi xem là họ mới đọc email của mình thì họ có thêm câu hỏi nào, có thắc mắc gì nữa không, có cần thêm thông tin gì để mình gửi thêm hay không. Thì đây là cái việc mà tracking và theo dõi cái việc mở email của bên người nhận, của bên khách hàng sẽ rất là tiện lợi cho các bạn sale bán hàng trong các ngành mà cần gửi email nhiều, gửi báo giá, gửi profile, gửi report và biết là khách hàng của mình có quan tâm hay không, có mở mail để xem hay không. Khi mình gửi email và bên người phía người nhận họ mở email cùng đồng thời mình cũng cài cái app HubSpot đó trên điện thoại thì trên điện thoại của mình nó sẽ thông báo là cái người nhận vừa mới mở cái email và nếu như mình mở bên phía người nhận mở 2 lần thì bên đây cũng thông báo 2 lần. Rất là hay. Rồi ví dụ như mình gửi email mới thì trên điện thoại mình phải dùng cái app HubSpot để mình gửi. Vì mình đã kết nối cái Gmail với HubSpot rồi cho nên là mình có thể gửi được ngay trên điện thoại. Test lần 2 và mình sẽ gửi email. Bây giờ trong hộp thư Yahoo của mình đã nhận cái email kiểm tra test lần 2 gửi từ điện thoại. Thì mình cũng sẽ mở email ở đây.
trên điện thoại mình nó sẽ thông báo, thông báo đã mở email test tầng 2. Tuy nhiên thì mình sẽ không dùng cách này để đi spam hàng loạt nha các bạn. Mình chỉ gửi email chăm sóc khách hàng đến những khách hàng đã biết mình thôi, chứ không phải là gửi hàng loạt lên tới hàng ngàn thì không có được đâu. Gửi hàng ngàn thì họ sẽ xác định mình là spam mà họ sẽ lock mình, rất là bất lợi. Hy vọng cái mẹo nhỏ này sẽ hữu ích cho các bạn nhân viên kinh doanh bán hàng cũng như là các bạn đồng nghiệp môi giới bất động sản của Thành. Nếu các bạn thấy hay thì hãy tặng Thành một like, share và subscribe kênh của Thành để theo dõi các video hướng dẫn kế tiếp nhé. Xin cảm ơn, thân chào và hẹn gặp lại.